Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của gia đình Hà Lý Nà nha. Thì hôm nay Hà Lý Nà đang ở trước cái vườn cây ở Rosumit nha. Lần đầu tiên Hà Lý Nà tới đây. Nhưng mà trước đây thì gia đình mình đã hay thường xuyên mua cây đây rồi. Mà đa số là do ông xã của mình người ta đi mua về. Đó, đây là cái vườn cây. Anh, cái vườn tên gì vậy anh? Cái này là hình như là Rosumit Nursery. Sao không thấy cái biển ta? Cái vườn ở đây nè. Hello cô, chào cô. Trời ơi, con mua cây đây hoài mà giờ con mới tới, chồng con đi mua không à? Rồi cả nhà. Trời, nó đòi đi với con. Bây giờ nó nhớ kìa, nó nói à. Dạ, hồi trước cũng có đi cái vườn giống giống vậy. Đó, à, đây cả nhà, đây là cái vườn cây ăn trái tên là Sunshine Fruit and Nursery. Sunshine Fruit and Nursery nè. Ở Rosumit nha, ở đây có bán nhiều cây lắm mà mua cây nào về cũng rất là chất lượng. Thích quá trời luôn. Con ở đâu con lại? Con hả? Con ở Bôn Pháp. Bôn Pháp. Dạ. Ủa lúc nãy nó gọi cho chú là không phải cô hả? À, chắc chú bắt chú. Cây cây gì vậy cô? Cây gì? Cái cây bông hả? Kêu bằng cây hàm tiếu. Hoa hàm tiếu. Hoa. Hoa hàm tiếu. Mổ ha. Giờ nó nắng nó thơm lắm con. À thơm hả? Giờ nắng nó nóng lên nó thơm dữ lắm. Ừ, nghe mùi giống như mùi giờ thơm thơm rồi. Dạ giờ thơm giống thơm. Mùi gì giống mùi mà làm cái nước bôi dầu quýnh diệp á hả? Không phải dầu quýnh diệp. Giống như cái lotion á. Đó, giờ để con đi ông vòng coi coi. Dạ. Dạ. Ủa cái ổi gì mà bông nhiều ba? Ổi không hạt hả cô? Dạ. Mấy đứa đừng chạy lung tung nha. Đây là cái vườn cây ở sông Mít này. Nhiều cây quá, bây giờ mình sẽ đưa cả nhà đi coi nha. Rồi đây, trời ơi, cây quá trời cây luôn, cây gì mà có. Cái này là hình như là cái lá gì? Dạ đúng rồi, lá xương sâm, còn thấy quen quá. Đá xương sâm cả nhà. Con không có chơi đất ở đây đâu. Nè nè, không có chơi đất chưa. Ở đây là nhãn nè. Trời ơi, 175 sao bự vậy ha. Hồi xưa mình mua không có bự thế này. Trời ơi. Đậu không? Nó đậu không? Hồi đó con mua của chú về nhỏ nhỏ cũng đậu luôn. Ừ. Hồi đó mua của chú về nhỏ nhỏ cũng cây nào cũng đậu trái đó. Mua ở đây mấy cây nhãn nữa. Cây nhãn này 175 mà nè cả nhà, bông được quá trời luôn nè. Đã không? À, có gì chút xíu nữa mình lấy cây này đi. Ừ, lấy cây này đã quá. 475 là cây nào chứ? Ồ, để lát con coi. Ồ, đây là mấy cây nhỏ chắc cỡ trăm mấy thế này cả nhà. Cao cao nữa. Nhưng mà không thích cái phọt của nó. Yếu quá, hả? Cái phọt nó cao quá. Cái tướng kia đẹp ha. Ồ, cái này à 475. 175 là dớt á. À. Cây nào cũng có trái đây nè anh. Wow, chú chăm hay thiệt nha. Cây nào cũng bông trái. Trời ơi anh, cái này nè anh. Nó đậu nhiêu trên nhà mình. Chú nhớ không? Anh, coi cây này nè. Nó đậu trái. Đậu trái nhiều hơn nhà mình luôn nè ba. Nó đậu trái dày không? Ở đây nó không có ruồi đậu hả chú? À, làm sao để tránh mấy con ruồi vậy? Ở nhà con có bông nhiều mà ruồi quá trời luôn, nó làm rụng hết rồi. Tí nào đi trốn rồi. À là phải xịt ruồi hả chứ? Oh. Em đổ mấy cái tôm xuống ruồi nó tới quá trời. Thì cứ bỏ tôm. Đầu tôm đầu cá con chôn á. Còn nữa lấy hết ra con. Con chôn đầu tôm đầu cá cái ruồi tới quá trời. Nó xoay rụng hết luôn. Không được hả? Ôi nhãn quá trời luôn nè. À tí này đâu con? À quá trời luôn. Cây này là cây gì? Cái này là ổi. Anh tí nào đâu? Tí nào dưỡng em quái con. Bên đây là mãng cầu. Quái coi cây mãng cầu chút xíu mà bông nhiều không anh? Tới đi lúc kìa. Ôi cái hoa mãng cầu này cả nhà. Bây giờ đang là mùa hoa nè. Ôi mãng cầu. Hoa quá trời. Đây đi qua hoa mãng cầu nè. Bây giờ chưa có trái ha, còn mới có mới hoa thôi. Cái này nó tự có trái, chú đâu cần không có trắng. Anh thấy không, bông nhiều ha. Cái này nhiêu cây chú? 475 cây này cao quá,
Wow, cái này cao. Ui, mà mấy cái bông gì nó đậu không? Chú chắc cũng có măng cầu da, trong kia có nhãn này bao nhiêu quá trời luôn cả. Mình bữa trước mình mua vải đây luôn phải không? Mua đây hết chứ đâu. Dạ, không có cửa ra phải không chú? Không có cửa đâu ra trên đó. Dạ. Họ mới đi mới nhổ quậy khiếp luôn á. Đó, cây táo nè. Táo đã có trái rồi đã ha. Rồi con mua cây này hoài luôn. Ồ, cái này là rồi quậy không? Cái này là nhãn nhiều ghê luôn á, bên nhãn bên nào có. Đây là nguyên dạng mãng cầu nè, ở đây là táo nè, đây là táo tàu, đây là mãng cầu. Cái con ơi quậy. Mãng cầu đây là nó có đậu không chú? Mãng cầu na đó. Mãng cầu na không được, không được. Na chết. Mãng cầu hoàng hậu á chắc được á. À, nhãn quá trời nè. Ở đây là nhãn nè. Ừ, nhãn quá trời. Ở trong kia cả nhà, trong kia là nhãn. Anh ơi, cây này cái gì, cái trái dài anh, hình như mặn cầu hả, cái gì anh? Anh thấy trong kia dài ngon luôn kìa. Cái gì? Anh thấy cái trái đó không? Trái gì dài quá vậy, mặn cầu trái gì vậy? Cái đó giống mặn cầu mà, đó mặn cầu phải không? Trái bự dài vậy? Cái gì chú, cái trái nó dài dài nè. Dài dài giống cái trái gì mà? Mặn cầu cái gì? Mặn cầu gì, mặn cầu dai hả? Mặn cầu lá ngọn à, mặn cầu gì ta? Mặn cầu nè. Ờ. Ồ, thấy cái trái đó. Dạ. Cái này là mãng cầu phải không chú? Đừng đừng có chỉ. Ủa, này là bông hả? Ồ, bông. Ờ, nhìn đi chắc mãng cầu luôn. Chanh nè, có bán chanh nữa nè. Cam. Vải. Ừ, mày mua vải đây. Mà vải ít ra bông hơn nhãn ha. Nè, nó ra bông là vải nè. Nhà mình đang cỡ này nè. Dạ. Mình đi cái. Nhà con mua vải của chú, mua nhãn của chú luôn đó. Đi ra ngoài. Thiếu nước hả? Mà sao lúc con thấy nước cái nền nó ướt lắm, lúc mà đào lên cũng gốc cũng ướt lắm. Ướt lắm, nó không có khô. Ướt lắm. Nước có hai cái, tại chú không thấy cái cây được. À. Là thiếu nước hay là dư nước. Chắc vậy. Bây giờ con 3 ngày mà hai một từ lễ con tưới có 3 lần nghe. Bây giờ bắt đầu bây giờ này nghe. Đó. Tới tháng 11 đó từ lễ tưới 3 lần. Phân bón này 3 tháng bón này. À. Mà nhổ luôn rồi, nhổ luôn cây cam rồi. Giờ nó chết rồi. Giờ đi mua cây khác về trồng. Đi mua cây khác để bỏ vô khô hết chứ phải không? Khô hết. Chết cái rồi. Cây nó khô luôn. Chết chắc luôn. Mà đất nước thì nó sệt sệt luôn á. Chắc. Đây, bên này là mãng cầu cả nha, mãng cầu. À, Halina chị đi vòng vòng phía sau này thôi, không muốn đi vô sâu trong, tại vì phải đi ngoài để qua mấy đứa nhỏ nữa. Đây mấy cây nhãn nè, cây nè còn có bông hết nha. Đó rồi mình thấy là cái nhãn á, nhãn nó phát triển á nhanh hơn là vải. Nhà mình cũng có vải. Cỡ như hồi xưa chú Tư mua 300 mấy á. Đó, ở đây là vải nhiều nhất, với mãng cầu là nhiều nhất trong cái vườn này. Quá trời, nhãn vải giống như ra bông hết cả nha. Vải nè. À, đã quá. Nhãn quá trời nhãn luôn, mãng cầu. Mãng cầu nhiều ghê luôn á. Mãng cầu này cả nhà đó. Vườn này rộng ha. Đây là táo tàu nè. Đây là đang là mùa ra hoa với cái trái còn nhỏ nhỏ nên đó cả nhà không thể nào thấy được những cái trái to của nó. Nè, chứ nếu mình đi vườn cây mà trúng vào những cái mùa thu hoạch đó, thì cái trái nó rất là to. Thấy nhiều trái hơn, bây giờ chỉ có nhỏ nhỏ như nhà mình vậy đó. Nó cái cây táo đang đậu trái nhỏ nhỏ này thấy không? Mấy cái này chiếc ra bự dùm dàm luôn à. À, tính ra chỗ nhiều nhất là mãng cầu với dạng này nhiều nhất. Mà mãng cầu thấy cái nhánh nó cao quá ha. Cây cao ghê luôn á. Con đi đâu vậy con, ra đây đi. Anh, mấy cái thụ người ta vứt quá trời nè ba. Con ơi, come here, ra đây. Ai đến đâu? Chạy có dân té đó. Mãng cầu nhiều quá cả nhà. Má ba đứa quậy này. Butterfly. Ra đi. Nguyên chậu này không cũng nhiều tiền quá ha. Còn chậu bự không à. Đất rồi để nó sẵn phân rồi để bôi vô chuẩn bị vô rồi. Ờ, quá trời. Mãng cầu quá đấy. Có chừng gai đó con.
Mảng cầu nhiều. Ô, cái mảng cầu này bông bự quá mà nè. Cái giống này giống gì khác ha? Cái bông bự mà hả? Bông này to này, sắp nở đây nè cả nhà. Nhà mình chưa có mảng cầu, nhưng mà mình cũng là, coi là thấy cái cây nó bự mà cái rễ nó là nhỏ lắm. Tại vì nó không có chỗ bác chị. Nó không có chỗ bác chị được. Chị để tạm thôi mà để nhiều năm thì hơi khó đó ha. Ủa, bây giờ người ta có thay chậu không? Tại nó lên cao quá rồi đó. Bự quá. Anh sao chú chiếc nhiều vậy hả? Bán. Thì biết bán nhưng mà nhiều quá không bán kịp hay sao? Đâu, em biết không, cái này không bán kịp, càng để càng lâu thì giá nó càng tăng. Nó to lên. Ừ. Nguyên vàng bông này nè. Đâu, anh em nghĩ mảng cầu cũng có lý ha. Nó ra đậu quá trời trái nè. Cái này mà đi đúng mùa của nó đó ba, là trái bự bự không má ba. Mà không biết mảng cầu không? Cái cây nó to quá. To thì có chứ. Cái này này, to mà. Cái này chỉ có người ta chở cho mình thôi. Cho mình thôi. Mình nó mua mấy chú túi cục ướt cái này ha. Túi ướt nè. Mấy con ơi đi con. Mảng cầu nó ra bông nhiều lắm cây nha. Nhiều mảng cầu quá. Không biết táo tàu cây nhiêu ta. Cái này toàn chiếc tại những cái cành bự lắm. Bless you. Cái này trồng là có trái liền. Con ơi, come here. Come here, Tina. Tôi tưới mấy này không, tưới vô gốc không cũng mệt ha. Tự tưới tay không mà. Thay vì em để cả 175 đi. Anh bảo đó mình chiếc cho. Chiếc cái gì? Chiếc cây nhãn. Cây nhãn mình yếu lắm, mình đừng có chiếc. Không có chiếc. Em thấy cái cây nhãn của người ta chiếc không? Cái nhưng mà tại cây của mình là muốn nó bự mà. Mình không muốn nó nhỏ. Ồ, có cây gì? Cây mặn này, bá nó nở bông này ba. Cái mặn này khác mặn nhà mình ba, không phải cái mặn. Mặn hả? Mặn đó. Ô lá ngộ ha. Ừ, lá khác. Mặn gì ta? Nó nhiều là mặn lắm mà. Ôi mặn này cả nhà. Nhà mình chưa có nở bông, nhà mình mới búp thôi sắp nở rồi. Biết mặn này mặn gì không có hình ta. Sao? Cây nhỏ mấy siêu. Cái này 175 mình thấy nó nhỏ hơn cây đũa. Đây 175 hả? Cây đũa. 175 đó. Nhỏ vậy. Ừ. Hồi xưa mình mua bự hơn. Mà thấy nhiều cây còn bự hơn á, đẹp. Em đâu? Toàn nhãn này cả nhà. Là hai chồng bự trong chậu vẫn sống quá trời cây luôn nè. Tiếng nào quá vô. Kem ra đi con. Thôi trời nhãn cả nhà. Ờ em nghĩ chắc mình mừng cầu quá. Ở nhà biết không? Đáng là tại vì cái cam của nhà Lina nó tự nhiên nó bị chết giữa chừng á. Xong rồi mình thấy nó không còn sức sống thì mình bỏ nó rồi, đào lên rồi nhổ rồi. Bây giờ nó trống cái chỗ đó, tính đi mua một cái cây nhãn về nửa trồng. Nhà có nhãn rồi nhưng mà mình đã suy nghĩ không biết trồng gì. Tại vì kali á, một số cây á, mình thích ăn mà hợp thì mình mới trồng. Ủa kia cái bông đẹp quá vậy, bông giấy à? Bông giấy ba. Trời ơi, leo mấy cái quậy con. Lại đây. Lại đây. Nè, đó cả nhà, đó chỗ này đều cho mấy cái hoa. Em thấy mặn cầu ra bông nhiều quá ba. Good á. Nhưng mà nhiều người ta cũng chấm bông nữa, muốn đậu nhiều quá. Phải hỏi giá trước để chọn. Mấy cây này sao chở được ta, nó cao quá. Ý là nhỏ quá trời. Thôi cả nhà, giờ mình sẽ đi đuổi, mình sẽ chọn mặn cầu nha. Mình đi vòng bên ngoài này thôi, đi chọn. Con ơi, không à. Dắt em ra đây đi, trong đó nguy hiểm lắm, ra đây. Trong đó con rắn rết trong bùi sổ quá, ra đây không à. Ra đây mẹ nè. Đi, mẹ đi về á. Go. Đi. Almost. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra mình coi, mình hỏi chú coi là cái cây mãng cầu có giá trăm mấy có không? Mình sẽ mua mãng cầu. Con ơi, go. Đi nào mới đi một vòng phía ngoài thôi mà thấy là nhiều lắm rồi. Không muốn đi sâu trong tại sâu trong cũng là nhãn với vải với đi mặn với là cái này nó sắp chết rồi ra nó non, tức là cây mảng cầu thì nhiều. Vậy hỏi suy nghĩ có còn cây gì nữa không ta? Có cây gì ngon hơn cái mảng cầu nữa không? Mảng cầu 4 phao, một cái 4 phao. Chút mảng cầu dai, dai Việt Nam mình. Dai, dai ngọt. Mảng cầu mà. Mảng cầu nó thường ra dịp Tết mà sao giờ ra bông chú ạ? Ra bông là Tết là chính đó hả? Ờ cái bông Tết chưa chín. Thấy người ta ăn mảng cầu dai, loại gì mảng cầu Thái hả chứ? Hay mảng cầu ăn hầu hả? Loại nào? Dai là mảng cầu do Thái là ngon nhất hả? Dạ. Chú tới mùa này có trái, người ta có mới tới đây mua trái không chú? Chú ở đây chú để cây đi. Ờ đừng coi đâu hả? Daddy,
Cái nhỏ này hả? Đây này hả? Là cỡ giá cỡ sao chứ? Con ơi đi đâu vậy? Một đứa thôi, ai đền ra đi. Coi dừng té tao lấy bây giờ. Cái này là 75 á chú. Còn cây nào nó khỏe. Con cây đó hai cái nhánh nguyền quá ba. Sợ nó té ra ba. Nó chấm cây này cả nhà, tại vì cái thế nó nhìn nó khỏe hơn, cái gốc bự hơn. Nè trên cặp mẹ đó, nó trên này hả, nó cũng có bông rồi. Cỏ bên này bao nhiêu, chú nhỏ hơn là bao nhiêu? Đây, mình chấm cây này. Cái này nó chia đôi cành cũng rất thế, rất là đẹp luôn ba. Ừ, nhưng mà đủ, cái này vừa vô cái xe mình luôn nè, mà đủ có bông không? Không biết, có bông hết, bông này đủ hết luôn ba. Ừ, cái này cũng được đó chứ. Cứng cáp đó ha. Có hai cành ha. Ừ, ba hai cành. Mà trên mỗi cành có nhánh cũng song song. Đi tìm cái quạt. Trời ơi làm gì bên trong vậy mấy đứa? Rất thuyền gãy ba. Mình chỉ có cành này đây nè. Đây này đó, cũng ok. Nhưng mà dài bỏ lên xe rồi gãy ra. Nó dài quá bên kia kìa. Để đi tìm tiếp thôi nè. Ở bên này nó cũng mấy cây to hơn này vậy. Nhưng mà nó cao quá. Ủa chú nói mua cho cái gì delivery free là sao? Mua 300 để delivery free. Trên 300 để mình mua cây cái này thôi. Hồi xưa chú Tư là người ta deliver free phải không? Ừ, chú Tư mua tới 2 cây mà. Ờ. Đây mảng cầu không á. Ủa, sao trong chỉ có một đống mảng cầu hả? Mình mới xưa phải chọn đúng trái dài ấy nha. Nhiều mảng cầu. Thích cái nào nữa không? Cái này cũng đẹp lắm ba. Cái này cao ráo này mà lại cái này. Là có cái này đẹp không? Cái nào? Cao ráo này. Cái này á cũng được. Ừ, cũng được. Được. Nhưng mà cứ nãy mình chọn cái nào? Cái này à? Cái này ha. Đó. Nói chung là cái nào cũng được. Cái bên nó được à. Không? Ok, cái bên nó cao quá vậy. Cái này hả? Ừ, nó quá cao vô xe mình là không vừa rồi. Cái này cũng có lý ghê, gốc bự lắm mà khỏe. Gốc bự nè, cái này khỏe ghê vậy. Cái gốc bự quá. Ừ, mình lấy cây này đi, mình để vô để cho nó nằm vô trong mấy xe sau trước á, anh nghĩ chắc cũng được á. Ừ, cây này bự á, mình đúng rồi, lấy cái này đi, cái rễ bự quá nè. Cái ỏi ok bự quá, mấy cây đó bự quá. Con ơi đi lui lại đây nắng nè. Mấy cây này thì gốc hơi nhỏ. Cái này gốc cũng đẹp nhưng cái tiếng mà cây không đẹp. Cái cây này em thấy nó bự nhất rồi, thôi lấy cái cây này đi. Mình là phải đó. Cái lộn không? Không phải cây này nó lộn rồi, cây này. Cái này nè. Cái này nè. Cây này. Đúng rồi. Nó khỏe vậy. Ủa, nó có mầm nữa nè ba. Ừ, được á. Mẹ mai mốt mấy cái này nó sẽ ra nữa nè ba. Ừ. Thôi, nói chú lấy cái này đi. Cao, đẹp. Ở trên đây nó còn lại chia đôi ra nữa nè. Đúng rồi, nó còn mấy cái này nữa nè. Đó, được á. Coi, chắc chắn coi lại coi cầu. Để hỏi chú coi phải cái này là lãi không? Mảng cầu dai không? Mảng cầu nai vậy đó. Mình chọn cái bên này này cũng đẹp lắm à. Ông đi cô. Hả? Bên này nè. Mình chọn cái bên này nè. Hả? Mà cái rễ không quan trọng, rễ bự không? Gốc bự không? Mắt này chọn chết rồi. Còn mắt kia là mắt bự, bên kia thấy bự đó. Mắt lồi không? Thôi anh thích nó cao giờ. Anh thấy nó cao kìa. Đó cái cây này nó lồi ra tới đó luôn. Được, thôi đi về. Kêu chú đi. Thì á, hai vợ chồng mình đã chọn được cây mình đã nghĩ rồi. Bây giờ mình muốn chắc chắn là chú có phải cái giống mà mảng cầu dai không? Thì hai vợ chồng mình sẽ mua cái cây này về. Hả? Tính ra cây nào cũng đâm hoa kết trái nhưng mình phải chọn. Coi. Chú vô chưa? Chú đang vô nè. Con ơi, dắt em đi chỗ mát nha. Mấy đứa ơi.
nó đó phải không, nó cùng một loại luôn hả chú? Anh cái cây mà một cái cây á, bỏ cái stick đó nha. Ok, con lấy cây này nè chú. Con ơi, where are you? Sao mặn, à, mặn ở đây cũng ra bông quá trời rồi nè. Có mấy giống mặn luôn, không có giống mặn. Chú, mà tại sao, chú con hỏi, tại sao cái mặn á, nó cứ ra là cháy lá này chú? Cái này mùa đông còn nó lại đó con. Vậy cái vải cũng vậy, cứ ra là cháy lá là sao chú? Cái vải là nó bị, nó mới lấy cái nước. Ờ. À. Đừng, hopefully đừng rụng bông. Đó, chọn được cái cây này rồi nè. Được không, muốn giúp à? Coi chừng cái vai anh đụng rụng bông nha. Anh cần nâng cái cành lên. Ây da, ây da. Rồi con đi ra cho ba lấy cây nè. Dắt em đi ra. Đó, mình đi đi sao ba đi nha con. Em cầm cái này rồi anh cứ kéo đi. Đó, mua được cái cây này rồi nè. Cầm tìm cái cây gì dài á, xuống lại giúp nó. Ừ. Để cái thằng nữ này yếu á. Làm nhìn đẹp nó vậy. Con ơi, chúng mình đi ra nha. Đó. Mình mua được cây này rồi. Ừ, mình sẽ ấy chết cha rụng bông. Rụng bông ấy cúi đầu xuống mua. Mấy đứa đi cẩn thận nha, có khế này kìa. Rồi, we got it. Wow. Yeah. Vừa không ta? Vừa cốp xe không? Cây gì chưa? Aiden không chạy ra đường nha con. Aiden lại đây mẹ. Come here. Come here. Rồi có mấy cái stick nè ba nè. Rồi dựng đây đi ba. Dựng tạm đây đi. Dựng đây mình còn hỏi mấy cái thùng nữa. Ồ ba chưa vừa gãy luôn rồi. Mới rồi. Chú bức dục rồi. Thôi dạ. Phân này có tác dụng gì chú? Giúp đậu xanh nữa hả? Chú phân này có tác dụng gì chú? Giúp đậu xanh á. Tưởng tượng chết kia. Cái này có tác dụng gì không chú? Phân này này làm cái gì? Cho có trái cho xanh lá. À. Mua nông cải xài cũng mua không đi vô đâu có đâu. Dạ. Không có ít mua không đi vô lắm. Mua từ cả đây không mà. Không đi vô bỏ vô là nó luộc cây. Lạnh là chết cây á. Nó chơi có 3 ngày rồi nó dặm cái vườn tôi tan nát luôn, gãy vườn luôn. Trời ơi, vậy có mới sợ nè. Trời phá không? Bây giờ hết trời lớn rồi, một cái này đang 15, đang 13 hết rồi. Dạ, hết rồi. Hết rồi. Hoàng nghèo. Với lại nó leo cho nó từ cái nó dắp không xuống rồi. Wow. Nó gãy rồi hả? Trời ơi, mấy đường miếng vậy lắm. Được không ba, được không? Mẹ, em chơi chơi với cháu. Ê, đừng không chơi với đất vô, bụi vô mắt con. Đẹp quá. Đỏ. Đứng lại mấy con. Lát xin cái rồi, nẹp đẹp chưa? Cái bằng, trời ơi, có chơi phọc đất kìa. Này phải cho tụi nó đi biển á. Mấy bố phải cho đi biển đi phà. Má nó giặt cái giờ rốc rốc rốc. Trời đất ơi. Là hai cái túi đá. Ok, cái gì nếu mai nắng mày cho đi biển. Cái nhỏ này để vô mình. Đừng, đừng có bỏ đá vô túi nha con. Anh còn đây nè. Ừ. Anh còn đây nè. Ê đây bước anh còn đây nè. Lại đây con. Mommy, can mommy go to the beach? Đẹp không? Trời, nó lửa. Mommy go to the beach? Okay. Cái gốc đó, cái mục á, nó mọc ra. Bắt đầu lên dài tới đây luôn ha. Con đi hỏi mua mấy cái chậu này nữa. Để con hỏi. Đó, mua được cây được à, mua được cây măng cầu rồi. Trên 300 mới delivery hả chứ? Hồi xưa mình toàn phải chở về nhà không. Được anh chở cây vải với cây... cái mặn cũng kiểu ăn nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn con. Đó. Tôi nơi con quá giỏi. À, cảm ơn chú. Mà nuôi con mà giỏi như con. Để ba mở mấy xe trước. Ồ, giờ sắp xếp chỗ bỏ nó hả? Có cần đưa cái sắp cái vàng đó xuống không? Sập vàng ghế xuống không? Đâu có cần đâu. Nếu mà để cái ghế kia lên để nó nằm thôi. Con cái đây ba đi. Ba mở cửa cho mát dạ, nha. Nó không gãy gì đâu con. Dạ. Nó để bỏ lên giữa đi ha.
Nhà mình đem cây về. Đó cả nhà, vậy là hai vợ chồng Helena mua được một cây mãng cầu rồi. Tại vì muốn mua nhiều lắm, lấy thấy cây rất là tham nhưng mà nhà hết chỗ trồng nên tạm thời mình hả mua cây mãng cầu trước, mai mốt mà mình còn chỗ kiếm được chỗ nào thì cherry. Em nghĩ phải chặt đó ba, tại ai trồng hoa trái đó. Hoa trái. Đúng rồi, đúng rồi, nhiệt độ đâu không phù hợp, đúng luôn. That's why mình đi mấy cái vườn cả tiếng mấy hai tiếng mới có cherry. Chứ nếu trồng được thì ai cũng trồng. Ủa mà bà, ở trển sao nó trồng được ta? Khí hậu nó khác ba, nhiều lúc nó nắng rồi nắng kiểu khác mà lạnh lạnh kiểu khác. Chắc vậy, em nghĩ chắc độ lạnh của trên đó. Nó lạnh hơn. Nó lạnh hơn. Nên khi ra đậu trái rồi giờ chín thì mình đi hái thì nắng như mình. Đó, hai vợ chồng mua được cái mãng cầu 175 hả? 175. Mấy thùng 3 đồng rẻ, 3 thùng bự không à. Ờ, thấy rẻ chứ hả? Chà bá. Cũ nhưng mà nó còn cũ mà còn ngon lắm ba. Ừ. Em lừa thùng không có bể, tại thùng nó bền mà. Ba đồng rẻ gấp mấy rồi trời. Thôi mua được cây này, là cái gì chắc chiều hoặc mai mình mới trồng, mình bỏ phân được chứ nè. Trời ơi, đang tham nè, hôm nay phân sale tính hút phân này nè. Bây giờ cho nó đi phạt chơi xíu rồi xong rồi tính hút phân sao. Nắng quá. Helena, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video hôm nay của gia đình Helena nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Nếu mọi người cảm thấy yêu thích cái kênh của gia đình mình thì mọi người đừng quên bấm like, share hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình Helena nha cả nhà. À, thấy cái cây phía sau không? Trời ơi, bạn gái ngồi kia con. À, bây giờ Helena xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người đi con. Bye bye cả nhà.